Thuy Kiều cùng vợ Thi Vân hay có tâm mắt ra sân mà đọ đùi. Đùi Kiều vừa trắng vừa thon, đùi Vân cũng thế nhưng mà lại hơi đen. Thuy Kiều cùng vợ Thi Vân ăn nó tâm mắt rủ nhau mà đọ đen. Đen Kiều vừa sáng vừa xinh, đen Vân cũng thế nhưng mà lại dâu ngu. Thuy Kiều cùng vợ Thi Vân ăn nó tâm mắt ra sân mà đọ đồ. Đồ Kiều vừa trắng vừa to, đồ Vân cũng thế sao mà lại xung xuê. Đi solo, đến sáng mới hòa về nhà. Trong bao vai toàn chó với vịt và gà. Thả chúng ra, chúng kêu như hát quốc ca. Rồi ngày mai, anh đem ra chợ ca bám, bán xong xuôi. Tối đến anh vào hoàng gia, tiện tha và chỉ ke. Tiện tha anh cắn lắc ghe, chật chật cha. Anh thấy thầy hỏa và già, không tươi ra. Thì tôi thích bà rồi mà, đi siêu thị để mua tông lì. Ai ai ê, một cơ tông lì và bát tân mì. Ai ai ê. Đi ê, xa léo đi ê. Một đôi lem xào, một đôi tông nào mà đéo biết ăn đôi nào. Đi ê, xa léo đi ê. Lăm đôi tông mì và ba cân mì mà đéo biết đi đôi gì. Alibaba, rồi bà ta mới mua nghìn ba. Alibaba, Alibaba và nhà người ta rất xe đạp ra. Bán cho siêu thị, yêu anh đi. Anh dắt em vào công viên, vào công viên. Em sướng em cười như điên. Yêu anh đi. Anh đã tăng lên từng hai.